Ờ, bữa nay mình đi xuống đây mình mua me để về làm mứt me. Mà lượm leo lên thấy cái me này nó nhỏ mà trái quá chừng luôn. Trái quá chừng trái luôn. Chờ thấy trái còn không thấy lá luôn á. Cô này chụp hình me không chụp, chụp hai đứa một ra. Thấy me mà. Mới gì mà muốn quay cạo cạo nó sống. Đó. Cái đó là ăn mới ngon á. Ngon vậy? Vậy là ăn ngọt. Còn chín một chút nữa ăn. Không? Ăn chép ngay miệng á cho thèm. Ngon ngon ghê. Thế giờ nó dớt rồi, dớt phải không? Đó, lọc á, giờ móc cái da là giờ bắt giờ thấy bếp hả? Bác nãy quay lên ra cười. Ăn đi. Ngon quá. Dốt vậy ăn ngon á. Vậy ăn ăn quyền ngon quá quyền. Ăn nó không chua. Còn dốt chín hồi nữa ăn chua. Chua chua ngọt ngọt ngon ghê. Dốt mà nó chín một chút nữa là ăn chua. Rồi lấy nhổ đây, đổ mà. Thôi vừa rồi thôi. Căng chẳng 2 kg đi. Ừ, đầy luôn 2 kg. Kinh doanh, cái doanh nghiệp mà. Rồi. Đợi vô. Đợi. Me mình mua đem về nhà rồi nè. Bây giờ mình với chị hai mình bữa nay mình lên nhà má mình làm. Hai cắt. Chị hai bỏ muối vô chị hai. Đây mình chuẩn bị 2 thau nước nè. Để với một bịch muối hột. Mình cho muối vô. Để mình ăn me, cho me nó mềm cái vỏ dễ bóc vỏ ra. Bỏ muối bên đó không? Bên đây hồi. Hồi mình là cải lột mớ rồi ha, bỏ vô. Nằm mề luôn. Chị nói nằm mà bằng trúng mẹ giang. Mẹ giang hay nằm bằng rồi nằm mất bằng hoài bằng hoài luôn vậy á, ngộ lắm. Đưa mẹ em cứ vào tay không nó dở. Chị nói thấy ham mần lắm. Giờ mình dở cái vỏ me ra. Trời ơi, hồi đó chị mần sao mà chị ham, sao mà chị mần tới đây. Hồi mắt còn tỏ là mần không có ngủ luôn. Mần tới khuya chừng nào buồn ngủ mò mỏi đi ngủ. Cái chị chạy về là cái tối cho chị trẻ lấy hộp. Hồi đó tôi thấy đường á, tối trẻ lấy hộp nó không mấy. Còn giờ phải trẻ ban ngày chứ ban đêm trẻ lại hư hết. Giờ cứ được. Giỡn được. Mẹ này nó không đập xuống nhiều nè, tại vì nó còn vòng nè. Cái me này tái trễ nè. Nào không cuốn mình ăn. Cuốn mình đưa cho người ta. Nó mới có cái cuốn vậy nè, nó mới đẹp nè. Ký à, ký đường nha. Ờ, nằm đường mà yếu nha. Làm yếu là me nó teo héo à. Ờ, nó không có mật ở đâu mà. Nằm bằng yếu là tay me nó nhăn nhăn gì kỳ lắm. Nó tớp lại nó teo quá. Nằm phải bằng đủ đường nha. Chứ không phải bằng như mấy mức kia được ạ. Trời ơi, này hồi đó chị mần mấy chục ký luôn ha, dữ lắm. Phơi chứ không sên hả? Không, chị phơi à. Này nắm này, nắm cái gì phơi?
mưa mốt nắng đài báo mưa, mưa nay mưa là có nắng nhiều à. năm bây giờ về nè ha, về là tối nay là năm về làm gì rồi là về năm vô đường liền nha. Vô đường liền cái mời mới cái năm mới để ra cái thau em nó hơi ha. Năm hơi có năm có thau nắp không? À, mình để vô đâu có chứ sửng gì nắp á. Mấy cái sửng năm để rồi sửng hơi màu lắm. Để vô sửng rồi để vô là thấy thế được không? Không, năm hơi chừng. Năm hơi chừng 2 bữa đi. Năm hơi cho nó rút mình thấy vậy đó. Không có năm sấy gì nó bị nó không có mật ở trong cái me. Năm hơi nó mới có cái mật trong cái me. Thấy là nó khô cái me lại là cái me nó bị dai. Nó không có năm ăn nó không có phao phao rồi cái me. Mời tới mời mua làm nữa nè. Ở làm gọi này rồi mời mua làm nữa. Chứ thấy không được làm hết. Đâu làm không được làm nó dốt thôi rồi. Làm me nút không biết ợt này mấy ký. Mua 6 ký rồi mà sớm 5 năm chứ làm để dưới mấy cái lọc vỏ này nè. 5 năm còn bỏ dưới. Nói với về là về ấy nè. Lột được mới là được ký không? Đâu có, hôm lột gần sáng mới lột. Khi về lột mấy cái thì Mỹ nhận đi nè. Đi chợ, đi lên đi luôn. Mà chị không thấy đường tới giờ chị không có mừng. Chị hơi nó có mật ngon lắm không? Các bà đâu nó cắt ra cái ăn nước me nó phao phao nó có mật ngon lắm. Chứ còn đâu chua không? Còn. Hồi đem mất cái gì chua không? Không có mật. Tại vì me năm không có xà á. Năm ngâm vậy rồi cái năm mấy rồi nó ngâm vô được. Ngon dữ lắm, hồi đó trời ơi chị mầm chị cho người ngấy ngấy khoái lắm. Nếu bà mầm không ngon đó, bà chở nó mà hơi ngọt không nha nè. Chua anh không? Mà mút me là đúng là nó phải đủ độ đường, nó đủ được phải một tí đúng không? Chứ không có dưới được. Cái màu đỏ này. Màu đỏ này đẹp, chứ hai để cái que tổ năm nó ăn nó có mật ở trong. Tổ năm bằng yếu cái me nó nhăn rồi hiếp. Hơi ít nước rồi. Ngon lắm. Đây là chị hai mình chẻ cái lưng của cái me nè. Lấy hộp ra. Cửi hộp ra. Cái này dài ha. Cái này nè. Còn có cái nó hơi dốt dốt. Mới hơi dốt dốt. Dốt dốt. Dốt dốt lắm. Cái nó hơi non non. Nó cứng dễ cậy hộp. Ha. Cứng dễ cậy mà dễ để mè. Mẹ này sau khi mình với chị hai lọt vỏ xong hết rồi cái lấy hộp ra
giờ giờ đó, mình rửa hai ba nước, mình đem về nhà mình rửa hai ba nước rồi nè, làm cả ngày thời mà có nhiêu me đi. Bây giờ mình để ra cho ráo nước rồi mình mới ướp đường vô. Mình để cho nó cái lưng nó bị lưng nó xuống vậy nè, cho cái nước nó chảy ra, nước nó vô trong cái bụng của nó. Này là mình cân 1,6 kg me nè, me đã thành phẩm xong hết rồi, mình lấy hột bóc vỏ hết rồi. Giờ mình cho 1,6 kg đường vô, 1 kg me thì 1 kg đường. Mình trộn nhẹ nhẹ lên để cho đường nó thấm vô me, cho nó tan đường nó hết. Giờ mình sắp me ra cái sửng nè, bữa mình đem mình bị phơi nắng cho nó thấm đường vô. Cái me này về thọn luôn. Giờ còn nước đường này nè, cái mình rưới lên me, mình quậy cho cái đường này nó tan ra hết. Cái mình đem mình phơi nắng từ từ để cho nó thấm vô me. Nước me của mình nó cũng khô ráo đường hết rồi nè. Giờ mình để qua đây cái mình gắt ớt vô. Này mình là làm không có đường nhiều không, cho nên nó không có mọng nước trong đây nhiều nè, nó khô. Đường trong đó thì mình ăn nó ngọt, chỉ lắm ngọt. Cho nên mình làm chỉ vừa ăn chứ không có ngọt. Mình gắt ớt vô nè. Ớt bột, ớt xay khô này là của mình ở nhà mình làm nè, chứ không phải mình không có mua. Cho nên nó ngon á. Mình trộn đều ớt rồi nè. Này mình làm nước me này để mình giao cho chị Chữ nè. Chị Chữ thích ăn ớt, cho nên mình cho ớt vô. Nhưng mà mình thấy có cái loại mà mứt mà chua chua ngọt ngọt, có ớt vô ăn nó ngon lắm. Giống như kẹo mãng cầu á. Mình làm á, mà để ớt vô, ăn cay cay ngon lắm. Đổ cái tôm ra. Tát mưa bơ tôm về đó coi nó. Tươi trong. Thôi vô, bỏ vô, nó nhảy kìa. Bỏ vô con. Bỏ ẩm. Ừ, bỏ vô. Cho lên nhiều. Đây mình lột xong rồi, giờ mình lọc ra. Mình làm tôm chà bông thì chị Chữ nè. Tôm tháng này có nhiều gạch khói ghê. Nãy giờ mình lọc được gạch khói nhiều đó nè. Được gạch khói cứng ngắt luôn. Số người thì kêu gạch thơm, người thì gạch khói. Mình xé tôm ra. Mình xé ra cái mình xay. Mấy con tôm bịt khói này nè, mình xay cái tôm mình đỏ đẹp lắm. Tháng này qua tháng 2, tháng 3 là tôm bịt khói dữ. Tôm nhỏ nó có bịt khói nè, tôm cái. Thank you.
chảo như mình rang, rang thì nó khô. Từ cái màu đỏ thì đẹp luôn, đỏ màu cam chấu nắc luôn. Con khô của mình khô, tôm chà bông của mình khô rồi. Cái màu nó đẹp, thiệt là đẹp luôn. Màu đẹp. Màu tươi gấu luôn. Lúc này nè, là tôm này có gạch xối. Đầu mình làm cho chị chữ là xong hết rồi. Đây là tôm chà bông nè. Tôm chà bông này tại vì mình làm hai chảo. Chảo nào gọi thì mình làm hai đợt chứ, không phải là hai chảo. Đợt nào gọi hẳn như hai ngày mình làm mới xong, hai ba ngày mình làm mới xong. Như tôm đây thì mình xong thì cái mình vô bịch hút chân không luôn. Cho nên một bịch thì nhiều hơn, bịch thì ít hơn. Còn đây là 3 kg thì bịch này là 1 kg 6. Bịch này là 1 kg 4 là 2 bịch. 2 bịch là 3 kg. Cho nên mình chia hai ra thì nó không có đồng. Chị dặn 3 kg vô hai bịch. Chị dặn tới 1 kg bột gốc lại nè, mà bữa nay gốc nó không có. Làm như nó không tới mùa hay sao, mình mua không có gốc, nó ít xịu, không có gốc chứ nó có mà nó mắc quá chừng luôn đi. Mình mua thì làm thì phải nó lên giá nữa mình mới có làm được, nhưng mà lên giá thì mình thấy nó cao quá cho nên mình không có lên giá. Mình chờ gốc cho nó sụt giá mình mới làm nữa. Mình làm được có 200 gram chị xài đỡ. Thì mai mốt thì có gốc cái mình làm tiếp nữa. Còn đây là kẹo mắng cầu, 3 kg kẹo mắng cầu. Mình vô 3 bịch. Chị dặn vô 2 bịch nhưng mà mình vô 3 bịch mới được tại vì kẹo mắng cầu nó xốp á. Mình vô 3 bịch bự như vậy nè. Bịch mỗi bịch là 1 kg. Giờ mình chuẩn bị mình vô thùng. Còn me. Đây là mứt me nguyên trái. Me mình có trộn ớt đây nữa, măng kẹo măng cầu cũng có ớt. Mình chuẩn bị mình vô thùng chị 1 kg me nè, mình vô 3 hộp. Mình vô cái hộp trong đây xong rồi mình mới hút chân không lại. Còn đây là mắm tép. Mắm tép này là mắm tép nguyên chất, mắm tép mình không có cộng đu đủ, chị dặn là 1 kg. À, mắm tép nguyên chất à, không có đu đủ nè. Với lại là 1 kg 2 keo. Với 2 keo mắm tép. Mắm tép đu đủ nè, 2 keo này thì mắm tép đu đủ nè. Đây 2 keo này thì mắm tép đu đủ. Nhiều tép. Của chị là 4 keo. Còn của chị Bình, của chị Bình thì 6 keo. Cái keo nào mà tin nắp này có chữ Bình là mắm tép có đu đủ. Còn cái keo nào mà ở trên đây mình để là đu đủ không, có nghĩa là đu đủ không có tép. Mình lựa đu đủ ra cũng như mình làm chung với tép rồi xong rồi đó mình lựa đu đủ ra cho chị Bình là 3 keo đu đủ không. Cái nào mình để đu đủ không ấy là không có tép. Giờ mình vô thùng. Của chị Bình là 6 hũ, 3 hũ có mắm tép đu đủ, còn 3 hũ thì đu đủ không, không có tép. Để mình lấy một cái thùng nhỏ đặng mình để vô cho chị chữ riêng, cho chị Bình riêng cho dễ. Đây là 6. Mình để riêng cái của chị Bình nè, cho dễ. Cái để nhiều khi nó lộn. Nó mắm tép của chị Bình thì mình để trong cái thùng nhỏ này nè. Giờ mình để chung như đây luôn.
cái thịt mà chà bông cơm này nè. Mình thấy vậy chứ mình mở ra một cái nó nhiều dữ lắm, nhiều, nó bung ra nó nhiều dữ lắm. Nó nặng thấy ghê luôn. Mình vô thùng xong rồi, giờ ông xã mình chở đi gửi. Cái thùng đồ này thì mình gửi xe, rồi cái xe lên tỉnh xe nó đem vô tới cái chỗ. Mình cảm ơn chị Chữ và chị Bình rất là nhiều. Mình cũng xin chúc cho gia đình chị Chữ và chị Bình một năm mới thật vui vẻ và an khang thịnh vượng, gặp nhiều may mắn, sức khỏe dồi dào. Mình cảm ơn hai chị rất là nhiều ạ.